Xin chào các bác, xin chào các bạn đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, với các bác một sản phẩm nữa. Đây, nhìn này chắc các bác đoán được đây là sản phẩm gì rồi đúng không ạ? Vâng, đây chính là con muối chúa. Thì con muối chúa về đến chỗ chúng tôi này thì thông thường cũng rất ít con muối chúa còn sống, mà thường thì đã được ngâm trong rượu. Bởi vì muối chúa sống được ở ngoài không khí được thời gian rất là ít, do là cái các bạn nhìn quan sát con muối chúa thì sẽ thấy này, cái đầu con muối chúa thì rất là nhỏ. Đấy. Cái đầu con muối chúa thì rất là nhỏ các bạn này. Đấy. Mà cái thân mình như thế này, cho nên khi sống ở ngoài không khí bình thường ấy thì nó sẽ hay bị khô cái phần đuôi này và nó sẽ bị nổ vỡ. Chính vì vậy khi con muối chúa sẽ được bảo quản ẩm khi vận chuyển trong một đoạn cung đường ngắn thôi, ngắn này. Thứ hai nữa là bắt cái con muối chúa này cũng không phải sẵn, cho nên là thông thường là khi bắt được cái con muối chúa này thường là người ta cho vào rượu người ta ngâm luôn, thì để bảo quản được cái con muối chúa này chất lượng là tốt nhất. Một số khách hàng yêu cầu con muối chúa còn sống thì nói chung là nó cũng rất là khó vì vận chuyển đường xa, ai nó là cũng nó nhanh chết. Cái con muối chúa này có những tác dụng gì? Con muối chúa này thực chất là một sản phẩm rất là bổ dưỡng, bởi vì nó sinh ra hàng trong một vòng đời con chúa nó sinh ra hàng triệu những con muối chúa là sinh ra hàng triệu những con muối khác. Và con muối chúa này được cái sự chăm sóc đặc biệt của đàn muối và được sống trong môi trường cũng là đặc biệt luôn. Đấy. Vì vậy con muối chúa này là trước hết nó là một sản phẩm rất là bổ dưỡng. Đấy. Hai nữa là có cái tác dụng thực tế đã được chứng minh là tăng cường sinh lý nam và nữ, bổ sung dưỡng chất, tăng khả năng về tinh trùng, tăng khả năng hormone về nữ giới. Đặc biệt những phụ nữ chuẩn bị sinh có thể dùng con muối chúa này để bồi bổ sức khỏe. Một là cho dễ sinh, hai là sinh xong thì sẽ nhiều sữa. Còn về những vợ chồng mà hiếm muộn thì cũng nên sử dụng cái muối chúa này, nó có tác dụng cho cả vợ cả chồng. Con muối chúa này thì thông thường thì được ngâm rượu là chính và được sử dụng bằng cách uống rượu. Những trường hợp mà không uống được rượu thì sẽ phải pha loãng cái rượu này ra và dùng độc con muối chúa này, thì vớt độc con muối chúa này ra để sử dụng. Rượu ngâm muối chúa thì có nhiều cách để ngâm. Thông thường thì người ta hay ngâm muối chúa với lại ý dĩ, kỳ tử và đẳng sâm. Cũng có người thì chỉ dùng muối chúa để ngâm với lại kỳ tử, đẳng sâm. Cũng có người dùng muối chúa để ngâm với lại đinh lăng. Cũng có người dùng muối chúa để ngâm với lại sâm cao. Tất cả các loại thuốc tác dụng bổ dương đều có thể ngâm chung được. Chỉ tiếc rằng cái con muối chúa này thì được sử dụng trong rộng rãi trong nhân dân, nhưng mà lại chưa có cái nghiên cứu khoa học chính thức. Đấy. Cũng thật là thiệt thòi vì mình cũng chưa được nghiên cứu, nhưng mà nhân dân người ta đã sử dụng rất là nhiều và bao nhiêu năm nay rồi. Chính vì vậy con muối chúa này có tác dụng rất là bổ dưỡng cho sức khỏe của các bạn. Đây là những cái lọ muối chúa các bạn này. Đây là những cái lọ muối chúa mà chúng tôi lấy về và chúng tôi đã ngâm. Đây, lọ muối chúa đã lấy về đã ngâm và đã bảo quản trong lọ này rồi. Thì đã được bảo quản trong cái, đây là toàn bộ là rượu ngâm muối chúa đấy các bạn. Đây được bảo quản đây rồi. Các bác có nhu cầu sử dụng cái rượu muối chúa này thì hoặc con muối chúa này thì liên hệ với chúng tôi nhé, qua số điện thoại là 0932340345. Tại đây thì chúng tôi cũng xin nói với các bác là chúng tôi sẽ nhận đặt cái hàng và cái loại rượu các bác đặt theo yêu cầu. Các bác muốn ngâm một cái bình rượu nào đó, ví dụ như là bình rượu muối chúa, bình rượu đẳng sâm, bình rượu sâm cau, hay bình rượu ba kích, hay bình rượu đông trùng hạ thảo, hay bình rượu tắc kè, thì các bác đặt hàng qua chúng tôi nhé. Xin cảm ơn các bác đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những
video tiếp theo. Các bác hãy đăng ký kênh của chúng tôi để luôn nhận được những cái video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.